Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo, đường link gcthu.vn là đường link lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Joker và để xem vị tướng này leo danh cho phiên bản Tháp Quang Minh có thể gánh được team hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Trước tiên là mình sẽ cần phải núp bụi để có thể chờ đợi cơ hội nhé. Chờ người nơi ấy. Chờ, ôi ôi, có Van Hên. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái bụi trên để có thể núp. Hy vọng rằng Van Hên đi qua. Chiêu một tốc biến bắn thường ấy, thế là có được một mạng nữa rồi, cực kỳ thơm. Ok, không phải tự nhiên mà mình đem đến cho mọi người sức mạnh của vị tướng Joker đâu. Căn bản vị tướng này có thông tin tăng giảm, vậy nên là mình muốn trình bày cho mọi người rất là nhiều thông tin hữu ích đang chờ đợi các bạn đấy, chắc chắn các bạn sẽ cần phải quan tâm đến. Và trước khi trình bày về cái sự thay đổi đấy, mình sẽ cần phải cấu diện Arthur. Cấu diện Arthur, Arthur bị mất nửa cái máu rồi. Nhưng mà quả thật thì Arthur quá cứng cáp các bạn ạ. Tính ra thì Joker là chất tướng ấy, một combo một mạng. Nhưng mà các bạn dồn combo và các vị tướng máu mỏng mà thôi, chứ còn Arthur thì nó quá cứng cáp để có thể là dồn combo. Thế nên nếu như có cơ hội là mình tấn công, mình cấu dỉa thôi. Đang có cả Van Hên mà bây giờ mình còn nửa cây máu ấy, vậy nên là mình cũng không dám đánh hổ báo đâu. Trước tiên là mình sẽ cần phải dọn lính thật là nhanh này. Cứ dọn lính thôi, dọn lính thôi. Đấy, và dụ team địch lên cao. Rồi tiếp tục là mình sẽ cấu dỉa Arthur. Cấu dỉa Arthur nè, sợ chưa? Ui, tôi chết rồi, bị thả thính rồi. Sai lầm, ui giời ơi, mình bị chết mất rồi. Bảo sao mình tấn công Arthur nó cứ chạy về, nó không lao lên tấn công mình. Hóa ra nó dụ cho Van Hên đứng trong bụi lao ra. Quá bất ngờ luôn. Thôi thì trong khoảng thời gian này mình sẽ trình bày cho mọi người về sự thay đổi của vị tướng Joker. Sự thay đổi của Joker đến từ nội tại chiêu 1 và chiêu 3 nhé. Đầu tiên là về nội tại, trước khi thay đổi như các bạn quan sát qua thì Joker là sử dụng năng lượng. Và sau khi thay đổi ấy, Joker sẽ không sử dụng năng lượng nữa rồi. Joker sẽ thay vì đó là sử dụng nội năng và kỹ năng trúng đích sẽ giúp hồi thêm nội năng nha mọi người. Đấy, nào nào, Van Hên kìa, chiêu 1 thẳng mặt Van Hên, Van Hên bốc ơi trời ơi. Chi sát luôn Liliana, đứng lại cái bạn ơi. Bạn ơi đứng lại. Ơ ảo tưởng sức mạnh à, thế này thì thịt luôn Liliana. Mình xin nữa double kill. Chả hiểu sao có xíu máu lao vào tấn công mình, thế là mình có được cái mạng thứ hai trong một pha giao tranh. Tổng cộng là được 4 mạng rồi nha. Đấy, không biết là các bạn có hiểu qua chưa. Trong phiên bản sắp tới hoặc là phiên bản cần được bổ sung sắp tới thì Joker chúng ta sẽ không sử dụng mana nữa rồi. Đấy, không cần mana nữa, không cần năng lượng nữa. Và thay vì đó là chúng ta sẽ sử dụng đó là nội năng nha. Nội năng, và khi mà các bạn sử dụng kỹ năng trúng mục tiêu, trúng đích ấy, thì các bạn sẽ được hồi thêm nội năng. Và có nội năng thì các bạn mới có thể bắn được. Uầy, đồng đội của mình tới đông dã man. Ăn hôi, ăn hôi, ăn hôi. Úi, xảy có mạng hỗ trợ. Không thể tin nổi còn đúng một xíu máu đây này. Tiếp tục là mình sẽ trình bày cho mọi người về sự thay đổi chiêu 1 của vị tướng Joker. Trước khi thay đổi, mỗi khi chiêu 1 nâng cấp, tốc độ tung tên lửa nhanh hơn 1 giây. Đấy, sau khi thay đổi là 1 giây cho đến 0,5 giây, có nghĩa là chiêu 1 của các bạn ấy nó sẽ tung được ra nhanh hơn. Trước đây là 1 giây và bây giờ có thể là 0,5 giây là tung được ra luôn rồi. Đấy, thế nên là được gọi là tăng sức mạnh đến từ chiêu 1, nhưng mà mình cảm thấy là cũng không đáng kể cho lắm đâu. Còn một cái sự tổn thất vô cùng lớn mình chuẩn bị trình bày cho mọi người, các bạn nghe xong các bạn sẽ cảm thấy sốc luôn và các bạn sẽ cảm thấy Joker cực kỳ phế luôn các bạn ạ. Đó chính là chiêu 3 của vị tướng Joker có sự thay đổi nhá. Cụ thể, trước khi thay đổi, bom hẹn giờ sẽ phát nổ sau 1 giây. Các bạn biết là sau khi thay đổi nó sẽ tăng lên bao nhiêu giây không? Nó tăng lên 5 giây đấy, u là trời. Phế mất thôi các bạn ơi, không thể tin nổi. Thường thường khi mà các bạn quẩy vị tướng Joker, các bạn gắn bom cười lên mặt đối phương thì 1 giây nó sẽ nổ luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần phải chờ đợi đến 5 giây nhá. Trời đất ơi, các bạn nghe xong các bạn có cảm thấy sốc không?
Mà các bạn biết 5 giây là một khoảng thời gian quá dài để cho đối phương có thể sử dụng kỹ năng để né chiêu cuối của vị tướng Joker. Không phải gắn bom cờ là nổ luôn đâu, phải chờ đợi đến 5 giây. Bây giờ mình sẽ giữ vị trí để có thể cấu diện đối phương, nhất là Lilina. Không chết được Lily kìa, tôi tìm gắn bom cười này, nổ luôn. Ấy, các bạn thấy qua là mình gắn bom cười phát nổ chết luôn Red đúng không nào? Chỉ 1 giây là nổ luôn. Nhưng mà trong phiên bản sắp tới ấy, hoặc là phiên bản cập nhật bổ sung ấy, thì các bạn gắn bom cười các bạn phải đợi đến 5 giây. Ôi giời ơi. Ôi mình công nhận là Joker trong phiên bản sắp tới là sẽ phế toàn tập rồi. Có cái đời thủa nào chiêu cuối thường thường để dùng KS mà bây giờ 5 giây nó mới nổ thì đánh đấm cái gì nữa. Đấy, mình cũng cảm thấy rất là bực mình nhá. Rất là sốc với sự thay đổi. Còn ý kiến của các bạn ra sao nhớ để lại comment bên dưới giúp mình với. Các bạn có cảm thấy bức xúc giống mình hay không? Thì các bạn nhớ để lại comment bên dưới giúp mình. Ui, giật cả mình từ em tốc biến đây. Quay ngược lại thịt luôn Vanen. Vanen, ơ kìa, Vanen bật tốc hành chạy mất dép luôn kìa. À mà mình thấy qua Nakoroth team mình cũng định dí à. Đã thế thì 2k1 luôn. Nakoroth lao vào khống chế đi. Em tới rồi đây, chạy đi đâu Vanen. Bắn một phát, Vanen này. Bất tử làm gì, đang là trả bất bất tỉnh này. Ok, tổng cộng là mình được 6 mạng rồi nha. Thôi thì cố gắng trải nghiệm Joker trong khoảng thời gian này. Chứ còn tương lai thì phế toàn tập lắm. Bom cười này, nổ ấy. Gắn phát bom cười nổ luôn, Red là hy sinh luôn. Chứ còn trong phiên bản cập nhật bổ sung hoặc là trong phiên bản sắp tới là gắn bom cười 5 giây sau nó mới nổ thì đỡ làm sao được. Thì đối phương nó sử dụng kỹ năng né mất sao. Như các bạn biết thì Liên Quân có quá là nhiều các vị tướng có kỹ năng kiểu không thể chọn là mục tiêu chẳng hạn. Thì nó sẽ chờ đợi kỹ năng nó dùng kỹ năng nó né chiêu cuối của vị tướng Joker, đấy là chuyện hết sức bình thường nhá. Bây giờ mình bắt luôn Liliana này. Mỗi tội nó cơ động thế nhở. Hiện tại thì mình có rất là nhiều thông tin tăng giảm sức mạnh của các vị tướng khác nữa thì mình sẽ cố gắng đưa đến cho mọi người sau. Vậy nên là hy vọng rằng các bạn nhớ cho mình xin một nút like và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình sẽ cố gắng giữ vị trí để cấu rỉa đối phương, nhất là Arthur nó quá cứng cáp, trời ơi bắn gãy tay các bạn ạ. Châu á man. Thôi thì mình thử gắn bom cười xem. Không chết nổi, từ từ đứng lại cái nào, chưa một thằng mặt. Không tới tầm công việc còn lại để cho đồng đội của mình. Ui dồi ôi, kiếm được mấy mạng hỗ trợ liền tù tì. Natalia còn xíu máu thì về đi. Rất khó để có thể ép được cái trụ đứng giữa. Ô, rep team địch này. Đấy, mình bảo về thì không về ạ. Cái trụ đứng giữa team địch bây giờ còn đúng xíu máu mà thôi. Mà Lilina đang cố gắng ở lại để thủ. Bắn cho phát là nổ ngay cái trụ mà. Ok. À, thêm cả anh Triệu Vân. Nakoroth hỗ trợ mình này, Nakoroth ơi. Mình đang cố gắng thả thính đối phương. Dâng cao như thế này Triệu Vân rất là thèm thường mình đấy. Tấn công em có bom cười đây. Này thì Triệu Vân bốc cười cho mình xin mạng của Liliana. Liliana bốc cười 200 vàng. Tổng cộng lại được 8 mạng rồi. Thêm cả Vanen mà Vanen lại chạy về kìa. Vanen hiện tại đang thọt nhá. Thọt cực kỳ các bạn ạ. Mình cấp độ 12 vừa xong, Vanen mới cấp độ 10 mà thôi. Chênh lệch cực kỳ nhiều. Cứ gây sức ép ở đường giữa nha. Để xem team địch có ai thủ hay không. Có Rat thủ. Rat mà cứ leng phéng ra ngoài là mình sẽ cấu rỉa Rat luôn. Với cái chiêu một trong tay là mình dí thẳng mặt Red nè. Bắn luôn Red hy sinh này. Ngoài ra cấu rỉa máu của trụ đường giữa này. Sau đó mình sẽ di chuyển xuống đường dưới nhá. Bởi vì mình thấy qua đường dưới thì mình đánh nhau rất là ghê. Ngoài ra có thêm cả lợi thế Seta nữa. Nhưng mà vấn đề chính là team địch chỉ ôm trụ mà thôi. Thế nên mình sẽ cần cẩu chiêu một vào để cấu rỉa. Đó, ui gọi thêm cả Triệu Vân. Vào đây Triệu Vân. Mình bắn cả Triệu Vân, dồn combo thẳng Triệu Vân, giữ khoảng cách với tốc biến. Này Triệu Vân lên mà điểm số này, ủa hên thế. Thôi mình về đây. Hên thật sự à, tí nữa thì vẹo. Trong khoảng thời gian này mình sẽ trình bày qua cho mọi người về build đồ dành cho vị tướng Joker nha. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là thương xuyên phá. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường, rồi đến Nanfini, sau đó là huân chương choi, phước cập kiếm và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bằng mạnh. Ok, đây là về build đồ này. Để các bạn thấy qua là mình lên cái huân chương choi, căn bản là pháp sư team địch là Lilina, mình cũng cảm thấy rất là mạnh. Ngoài ra team bạn còn có thêm cả Red nữa. Lắm sát thương phép quá, vậy nên mình sẽ cần phải lên kháng phép như vậy nhá. Cho nó trâu, cho nó cứng cáp. Thật ra thì các bạn có thể cầm Joker đi được rất nhiều vị trí nhá. Các bạn có thể cầm Joker đi support cũng được. Không có ảnh hưởng quá nhiều. À, có Vanen, bắt luôn Vanen này. Chắc chắn Vanen sẽ phải bỏ mạng, mình có mạng hỗ trợ luôn. Hoặc là các bạn có thể cầm Joker đi với vai trò là xạ thủ, gánh team giống mình. Không thì cầm Joker đi hỗ trợ đồng đội lên đồ phụ trợ cũng được. Đều được hết nhá. Bây giờ vấn đề chính là team mình sẽ cần phải lấy được đường lý xu cấp. Mà căn bản là team mình các bạn ấy qua không có chất tướng lao vào mở combat. May ra là có King Cross thôi, nhưng mà King Cross thì quá giấy. Bây giờ phải dụ được team địch ra ngoài cơ. Đấy, ví dụ như Triệu Vân cái tội hổ báo thịt luôn Triệu Vân. Triệu Vân bốc hơi. Bắn tạm Arthur mà bắn như kiểu mối đốt inox vậy trời ơi.
bắn không chết nổi các bạn ạ. Mình bắn thì mất một tí máu của Arthur mà thôi. Rất khó để có thể lấy được đường lý siêu cấp nha. Mục tiêu của mình chắc chắn là Liliana này, Red này, Van Hên này. Đây ba, đây là bộ ba mình có thể giết được một cách dễ dàng. Đấy, Arthur bắt đầu hổ báo rồi đấy. Cần phải dụ đối phương ra bên ngoài nha. Ui, Van Hên, bật cả tốc hành gì thế này. Anh ơi, anh hoàng tử quạ ơi, anh tha cho em còn vợ trẻ con thở nha. Dụ đối phương về trong trụ. Đúng rồi, hay quá Alistair. Tuyệt vời, thịt luôn Arthur. Arthur, bốc cười. Thêm cả Van Hên kìa. Rồi, Van Hên cũng hy sinh. Vừa xong mình thấy Natalia tung combo mù mắt quá. Bây giờ là team địch đã thiếu người rồi nhá. Vấn đề để mà kết thúc được trận đấu bây giờ cũng hơi khó khăn. Căn bản là team địch còn đến 3 thành viên cơ. Thế nên chúng ta vẫn còn phải combat đánh nhau, cố gắng bắt lẻ đối phương nhá. Nhưng mà căn bản Liliana nó quá cơ động. Thôi thì chơi tạm Triệu Vân. Triệu Vân hy sinh rồi. Team bạn còn đang có Liliana ở đây thì mình sẽ đầu tư tốc biến lên dí luôn. Liliana bốc hơi này, còn một mình Red. Giết nốt Red thôi là có thể quét sạch được team địch rồi. Nhưng mà Red đánh thông minh lắm. Mà căn bản mình thấy qua Arthur team địch là người hồi sinh xong rồi. Nó là người hồi sinh sớm nhất. Đấy, bắt đầu team địch lại kéo nhau ra thủ. Thôi thì Châu đánh lâu cũng chết. Ui dồi ôi dồi, thế này thì Arthur khổ thân. Arthur lại bốc hơi. Hai vị từ máu giấy của team địch kìa. Trời đất ơi, quá tuyệt vời. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Thầm cầu mong chi là giấc mơ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.